Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tiền công đức thu 4.100 tỷ, chi hơn 3.600 tỷ, một số địa phương chi vượt thu. Ngày 26 tháng 6, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Chính phủ về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc năm 2023. Theo báo cáo số liệu từ các địa phương, cả nước hiện có 31.211 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 206 di tích quốc gia đặc biệt, 3.875 di tích quốc gia, 10.963 di tích cấp tỉnh và 16.167 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. Về số thu, chi tiền công đức, tài trợ năm 2023, các địa phương báo cáo có 49% di tích thành phần có số liệu thu, chi tiền công đức, tài trợ. Trong đó, di tích cơ sở tôn giáo là 69% và các di tích khác là 44% có số liệu thu, chi. Riêng các di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không có thu, chi công đức, tài trợ. Kết quả, tổng số tiền thực thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Trong đó, số thu tại các di tích là cơ sở tín ngưỡng 3.062 tỷ đồng, 75% và các di tích là cơ sở tôn giáo 1.038 tỷ đồng, 25%. Về địa phương, có 7 tỉnh thành phố có số thu trên 200 tỷ đồng, gồm có Hà Nội 672 tỷ đồng, Hải Dương 278 tỷ đồng, An Giang 277 tỷ đồng, Bắc Ninh 269 tỷ đồng, Hưng Yên 242 tỷ đồng, Nam Định 215 tỷ đồng. Riêng tỉnh Quảng Ninh được giao thực hiện thí điểm việc kiểm tra, số thu 4 tháng đầu năm 2023 là trên 67 tỷ đồng, đã bổ sung số thu tại Chùa Ba Vàng và một số di tích, và ước thu cả năm trên 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng số chi trong năm 2023 là 3.612 tỷ đồng. Một số địa phương có số chi cao hơn số thu do sử dụng số dư năm 2022 chuyển sang. Trong đó, chi quản lý là 445 tỷ đồng, 12%, chi hoạt động lễ hội là 692 tỷ đồng, 19%, chi tu bổ, tôn tạo di tích là 1.643 tỷ đồng, 46%, các khoản chi tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình phụ trợ tại các di tích là 542 tỷ đồng, 15%. Ngoài ra, chi hoạt động từ thiện, nhân đạo là 290 tỷ đồng, 8%, bao gồm hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 47 tỷ đồng, hỗ trợ người bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn 8 tỷ đồng, ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 27 tỷ đồng, ủng hộ làm đường giao thông nông thôn 43 tỷ đồng, ủng hộ khác 165 tỷ đồng. Báo cáo cho biết thêm, số tiền còn dư đến cuối năm 2023 sẽ được chuyển sang năm 2024 để tiếp tục sử dụng cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội. Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, đa số báo cáo của địa phương cho rằng số liệu thu, chi tiền công đức, tài trợ của các di tích, kể cả di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt mới chỉ phản ánh một phần, chưa đầy đủ. Do các di tích là cơ sở tôn giáo, về cơ bản đều có hoạt động thu, chi tiền công đức, tài trợ nhưng còn khoảng 31% tương ứng, 1.771 cơ sở di tích không báo cáo. Trong số này, nhiều chùa thuộc sở hữu chung của cộng đồng đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh sách kiểm kê để phục vụ cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích không báo cáo. Lý do là việc địa phương đưa chùa vào danh mục kiểm kê di tích không có ý kiến nhà chùa. Đến nay, nhiều di tích là đền, chùa vẫn còn đặt đĩa, đặt khay trên các ban thờ khiến du khách đặt nhiều loại tiền lộn xộn, không chỉ làm mất đi sự tôn nghiêm, thanh tịnh nơi thờ tự mà còn gây lòng tham cho người khác. Theo quy định, các khoản tiền nêu trên sẽ được thu gom để kiểm đếm và sử dụng chung cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và lễ hội. Trong đó, có chi thù lao cho người trông coi, bảo vệ di tích và chi mua hương, hoa, lễ vật, đèn nhang tại di tích. Tuy nhiên, việc những di tích chưa thực hiện lắp camera có bảo đảm minh bạch hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự giác của người đại diện di tích. Hơn nữa, việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại không ít di tích chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro để thất thoát, trộm cắp. Một số di tích giao tiền cho cá nhân giữ, đứng tên gửi tiết kiệm, cho các cá nhân vay, đã có trường hợp bị lừa nhiều tỷ đồng. Mặt khác, một số di tích có thói quen giữ tiền mặt mà không gửi vào tài khoản, bị kẻ gian lấy trộm hay nhiều di tích tiếp nhận tiền trong hòm công đức,
chưa kịp thời bị kẻ gian cậy phá hòm lấy tiền. Cá biệt, có trường hợp nhân viên ban quản lý di tích lấy trộm tiền công đức bị nhiều người phát hiện. Số tiền không nhiều nhưng hành vi trộm cắp tiền công đức đã để lại ấn tượng không tốt với du khách thập phương. Báo cáo cũng chỉ ra vẫn còn xảy ra va chạm trong việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ tại một số di tích đan xen các chủ thể khác nhau quản lý, nhất là những di tích vừa có cơ sở tín ngưỡng, vừa có cơ sở tôn giáo. Cụm di tích gồm đình, đền, miếu, chùa và một số cụm di tích là cơ sở tín ngưỡng giao khoán cho các hộ gia đình quản lý, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo. Từ mùng 1 tháng 7, những dịch vụ nào tại sân bay phải kê khai giá? Theo quy định mới, hai dịch vụ thực hiện kê khai giá gồm các dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không sân bay gồm dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống là hàng hóa nội địa, phở ăn liền, mì ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, bánh mì không bổ sung thêm thực phẩm, nước lọc đóng chai có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 500ml, sữa hộp các loại có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 180ml. Ngoài ra, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản bán trong lãnh thổ Việt Nam cũng là dịch vụ phải thực hiện kê khai giá. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá, tổ chức việc cập nhật thông tin giá kê khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đối với dịch vụ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ quy định, được sử dụng mức giá kê khai trong công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường theo quy định. Các cảng vụ hàng không có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá, tổ chức việc cập nhật thông tin giá kê khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đối với dịch vụ của các tổ chức kinh doanh dịch vụ quy định, được sử dụng mức giá kê khai trong công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường theo quy định. Quy chế lưu ý cách thực hiện và tiếp nhận kê khai giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang. Quy chế đào tạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là 3-4 năm, chỉ nghiên cứu sinh nào đặc biệt xuất sắc được hiệu trưởng trường đại học phê duyệt mới có thể rút ngắn thời gian hoàn thành xuống tối đa 36 tháng, tương đương 3 năm, trong khi đó ông Thích Chân Quang lại chỉ cần 25 tháng, hơn 2 năm để hoàn thành. Thời gian đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang ngắn hơn rất nhiều so với quy định. Điều này cần xem xét lại quy chế của Trường Đại học Luật Hà Nội trong đào tạo tiến sĩ và quy trình thẩm định kết quả học tập của nhà trường. Thông thường, một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ sẽ phải học bổ sung từ 4 đến 8 môn, trung bình mỗi môn 2 đến 3 tín chỉ. Các nghiên cứu sinh sẽ cần tới gần 1 năm để hoàn thành hết số tín chỉ bổ sung theo quy định. Sau đó, các nghiên cứu sinh sẽ tự làm việc, tự học tập, bổ sung đầy đủ các kiến thức ở bậc học tiến sĩ. Quãng thời gian này mất khoảng gần 2 năm. Như vậy, để hoàn thành các nội dung đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần tối thiểu 3 năm. Tiếp đó mới bước vào giai đoạn nghiên cứu, thực hiện khảo sát, viết luận án. Liên quan đến phản ánh trên, chiều ngày 25 tháng 6, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thông tin về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt hay Thượng tọa Thích Chân Quang. Trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959, đã tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Năm 2017, học viên trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1 trình độ Đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật văn bằng thứ 2, vừa làm vừa học theo quyết định số 140 QĐ-DHLHN ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội, xếp hạng tốt nghiệp loại giỏi. Tháng 11 năm 2019, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023, theo quyết định 4567 QĐ-DHLHN ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh và tới ngày 9 tháng 12 năm 2021, ông Việt bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ luật ngành luật hiến pháp hành chính. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định áp dụng với trường hợp của ông Vương Tấn Việt là đủ điều kiện được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Năm 2020 đến năm 2021, nghiên cứu sinh đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Đồng thời, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỳ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, nghiên cứu sinh có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo, đơn đề nghị được bảo vệ luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý.
Ngày 1 tháng 11 năm 2021, trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, tổng thời gian đào tạo của ông Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng. Như vậy, đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Thông tư 08/2017/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định 261/QĐ-DHLHN của trường.